Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với đế chế của 2K TV. Và mình chính là Wee Vũ Chúa của các bạn đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt trong Memeasi. Nhưng mà mình hôm nay không còn là một người chơi trải nghiệm nữa rồi. Mình bây giờ đã lên chức Master rồi nha các bạn. Thì Master cho ai? Dạy cho ai? Đây, ngay bên cạnh mình đây chính là một con bé. Bé chạy lon ton nãy giờ đi đâu ấy? Dạ em đi chim để em quyển rồi. Em có thể giới thiệu bản thân mình không? Hello mọi người nha, tớ tên là Bun. Nhưng mà tớ ở rồi. đây là em gái mà theo như là mẹ mình bảo ấy, là nhặt từ ngoài cây cột điện về các bạn. Thế này mình dắt em gái mình vào trong Memeasi để mà gọi là chơi trải nghiệm nha. Mình sẽ huấn luyện Bùm từ một gọi là noob player, một cô bé đi xin trá quỷ, kiểu pre prut, trở thành một pro prut, kiểu không còn phải pre prut nữa, mà là trở thành một đẳng cấp là đi phát prut cho người khác luôn. Em muốn thống trị cái đảo này. Ôi giời ơi, trị vùng đất này. Thì dăm ba cái thằng này chỉ cần 1-2 bước anh chị em thôi, em đập phát một luôn đấy chứ. Đấy các bạn thấy chưa? Bây giờ em làm gì anh? Đấy các bạn thấy đẳng cấp chưa? Mình mới chỉ ho he vài câu cái là em mình đã tiếp thu được rồi. Nó gọi là gì ta? Gen từ trong máu ấy các bạn. Thì cái quá trình mình huấn luyện em gái mình từ A đến Z sẽ diễn ra như thế nào, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây ấn like cũng như subscribe để bắt đầu cuộc hành trình này nhé. Và cũng đừng quên rằng ghé xuống phần ghi bình luận ở dưới đấy, mình đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho những bạn đang quay trở lại trường học, hãy nhớ ghé qua và trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đâu em đâu? Ui anh ơi, anh mình đẹp trai ơi. Em bỏ được không? Em muốn lấy chồng rồi. Nhưng mà anh này là anh top server đấy em ạ. Anh ấy sẽ không vào đây để mà ngắm nhìn em đâu. Người ta ở một đẳng cấp khác rồi. Nó là top server. Top này là top farm tiền đấy em. Thế à? Trời ơi, tự nhiên mình không xứng rồi. Thì trong Black Food ấy, người ta mắc là đâu đó tầm 999 triệu berry đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trong này có vẻ như là nó vô hạn em ạ. Trong này anh số dư của anh là tầm 100 tỷ này. Nếu anh nhớ không nhầm thì 100 tỷ là hình như là hơn cả Bill Gates hay sao ấy. Trời ơi. Giàu quá. Mà trong này nó không chỉ là có cái top server này đâu, nó có nhiều cái top, nó kiểu sinh ra mà anh không biết để làm gì luôn ấy. Top server click chuột em ạ. Đây, em click vào đây này để xem nó hiện lên con số bao nhiêu. Đó. Click từng cái như thế này này. Thì ở đây nó có một thằng ví dụ em đổi qua country đi, tức là Việt Nam này, thì có một thằng nó click đến 39.800.000 ở đây này. Rảnh, công nhận là game này kiểu như là nó ít cái để cho người ta gọi là chơi ấy, nên là người ta cũng đâm ra rảnh. Ok thì đầu tiên là anh có một câu hỏi muốn dành cho em. Đâu rồi? Em đâu? Đây bay đây đằng sau đây. Em nên nhớ này, cái mặt thảm cỏ này chính là bờ, còn cái sàn bê tông này chính là nước ấy em ạ. Đi ra đấy là cá sấu nó đớp ấy. Buồn cười nhỉ, nước là ở dưới kia chứ. Không, ý kiểu như đây là safe zone, còn ở ngoài đây là vùng không phải safe zone này. Rồi. Ở đấy. Thì câu hỏi đầu tiên cho em là em có phải đom đóm không? Em phải đom đóm. Đấy à, chắc chưa? Sky. Thì thật ra là câu hỏi đấy cũng chỉ cho có thôi em ạ. Thì cho dù là có phải đom đóm hay không thì anh cũng sẽ cho em 5 triệu. Ôi trời ơi, tuyệt vời anh ơi. Xe tiền ra nào. Chờ tí. Ê, nhanh thằng khác vú mất nha. Trời ơi, thả nịu. Từ từ bình tĩnh đã. Cái 5 triệu này là anh cho em là để em đầu tư vào tương lai, chứ không phải là để em ngay lập tức em đi gác cha nhé chưa. 5 triệu này cực kỳ quan trọng. Nên nhớ là 5 triệu này cực kỳ quan trọng. Nếu như mà em ngoan ấy thì 1 tháng anh sẽ cho 5 triệu. Còn nếu như em không đồng ý, anh sẽ tăng thêm một con số 0. Là em đồng ý không? Kiểu như là nếu như mà em thấy chưa đủ ấy thì anh sẽ tăng thêm một con số 0. Chưa đủ anh ạ. 5 triệu với em là chưa đủ rồi. Thế thì 10 tháng anh sẽ cho 5 triệu. Thôi nhờ nhau rồi, thả nó đi anh ơi. Tầm mai nhìn tầm mắt. Đây. Lúc đấy. Xong rồi click vào rồi ấn cờ lam. Ấy giờ tự nhiên có 5 triệu free. Giờ là em sao đây? Rồi. Em random trái đúng không? Chưa. Không, cái này không phải để random trái. Anh đã bảo rồi, cho tiền em không phải là để em đỏ đen nhớ chưa? Thế à? Vội thế. Đây, thì cái tiếp theo đây, câu hỏi tiếp theo là bây giờ là anh sẽ dẫn em đi farm. Thì cái quan trọng nhất để farm đó là gì? Cái quan trọng nhất để farm hả? Là phải nhắm vào chỗ sơ hở. Ok kìa. Đúng đầu nó. Đi lại, đúng không? Đi farm mà. Đi farm hả? Làm thế nào để mình lên level nhanh nhất? Mình thích lỗi anh. Không. Con bé này hắc ám thế nhỉ? Thế còn cách nào nữa? Đó chính là... Chờ tí, công nhận là hắc ám thật đấy. Đó chính là chúng ta cần một trác quỷ xịn để farm. Thế á? Trời ơi. Như ăn đơn sở tiền. Mua chim meo meo hả? Đúng rồi, đấy, nhìn phát biết ngay. Em dân chuyên mà. Gặm luôn em, đúng rồi, gặm luôn. Thì sau khi mà ăn trác quỷ xong là em được mở full chiêu luôn. Không khỏi phải đi cày giống như là bên cái game Block gì đấy bên kia đâu nhá. Ôi dồi, tuyệt vời. Rồi từ, anh sẽ đưa thêm cho em x2 kinh nghiệm. Đâu, anh thả đây, em nhận hết. Nhưng mà
không phải thả, chúng ta sẽ cần phải chơi với nhau cái đó. Oh. Ok, thì anh sẽ đưa cho em 15.000 kim cương. Ờ đấy, cho anh ấy. Anh đâu cần. Anh có cần cái trái bay này làm gì? À thế à, không cần. Ừ, không, anh, không cần anh, nữa rồi. Anh không cần bất kỳ một cái gì từ em hết. Ok. Ok, ok, được rồi. Ok, được rồi. Phải chi đưa cái trái Flop 3 kia. Chơi xong rồi anh sẽ cho em biết cái trái Fly đấy có những chiêu gì. Ok anh. Cái trái Fly đấy chỉ có đúng duy nhất một chiêu là bay thôi em ạ. À thế thôi, phế quá. Bỏ đi. Ok, thì bây giờ em vào menu. Ok. Sau đấy vào shop. Rồi ạ. Mua cái thứ hai. Rồi, đây, đấy. Mua bằng kim cương bằng tiền à bằng à đây thôi, em hết tiền rồi. Double EXP đấy. Rồi ạ. Ok, đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi farm bãi đầu tiên, bãi gọi là bãi dễ nhất. Đây đây, let's go. Anh farm cho em được không? Đâu, dễ mà. Đây. Dễ lắm. À nếu mà nhớ không nhầm. Yếu tay mềm. Đây. Đây em ấn vào đây. Bây giờ anh chỉ cần khạc nhẹ một chiêu cái bãi này nó sạch cho người còn. Ê xếp quét đi. Rồi ạ. Đấy xong rồi đấy. Ê đứng vào giữa. Không, rồi. đứng vào giữa rồi. Này. Rồi. Ấy à. Có. Mẹ. Thắng mất vậy. Từ từ đó em ơi. Bạn sự khởi đầu nan em ơi. Mới đầu ban đầu chúng ta sẽ bị hành như con chó như vậy đấy, nhưng mà không sao. Khi mà chúng ta đã rồi, bị không? Khi mà chúng ta đã hoảng rồi thì chúng ta cứ đánh nhau thoải mái, nó không đánh mình nữa đâu. Em đổ mục tiêu không? Em thích đánh đấy rồi. Thôi đừng đánh. Chúng ta phải con gái phải hiền dịu nết na chứ. Đây. Em đứng vào giữa đúng không? Xong em ấn chiêu C, chiêu C của trái bột. Đó. Đó là chúng nó tự lại đấy, chúng nó bù lại em, xong em dùng mấy chiêu khác. Đó, ok chưa? Ok. Rồi bây giờ cứ tiếp tục chấp nhận là nhiệm vụ này, sau đấy là vào đây farm tiếp là nó sẽ lên level rất là nhanh. Chấp nhận nhiệm vụ đi. Nhận nhiệm vụ farm nó mới nhiều kinh nghiệm. Em nghĩ em nên kéo chân đi hơi lâu. À đấy, anh chân của anh dài hơn mà cũng có đi nhanh hơn đâu. Này, chứng tỏ là cái game này nó phế. À có đấy, anh đang dùng tộc thỏ anh đi nhanh hơn một tí. Bọn mày vào đây, một mình ăn chấp hết. Nhớ nhận nhiệm vụ. Nhận cái này nó mới nhanh. Đây. Ok, ừ đấy, nhận này nó mới nhanh lên level. Anh cứ ra chỗ khác đi, anh đứng đây với chân vướng. Đâu có sao đâu. Đây, anh đứng đây nhìn. Đó, phát đi luôn rồi đấy giờ. Đó, easy. Ok, cái game này nó dễ nhỉ? Quá dễ luôn. Ơ, anh nhìn được level em hay sao đây? Ừ, 31 rồi này. Mẹ mấy thằng kia, mẹ cái thằng sim lỏ này. Ai mướn mày đâu? Sim lỏ. Tao được nạp lần đầu. À đâu, nó cũng farm hay sao ấy em ạ? Nó mới cấp 40 à? Thế thì để em phải triệt đường sống của nó. Ý là chỉ cần cái này chỉ cần gây nhẹ tí đam cái thôi là cũng có kinh nghiệm rồi. Em phe phản diện, em không làm người tốt. Liếm hết không cho nó bú. Thằng này chắc chắn là chưa được nạp lần đầu em ạ. Anh thấy đánh phọt cứt cho mà chưa được lên nổi một level cơ. Tao được nạp lần đầu. Ở 47 này. Farm hết bãi này chắc lên đấy. C, ấn C phát thôi. C hoặc V đó. Ở chưa rồi, ấn lộn. Rồi. C hoặc V cũng được. Rồi 50 rồi nãy ơi. Ê, 50 rồi, tiếp tục qua bãi thứ hai. Đây, bãi thứ hai bên này. Anh hơi bình tĩnh. Đây. Lấy hơi lâu. Cái tai thỏ phách này nữa. Có tai thỏ mà đi lâu quá. Từ đây. Anh ơi, bình tĩnh hay là anh xách em lên nhỉ? Anh cũng muốn xách lắm ấy, phải gì anh bế em lên xong anh vứt qua đây luôn cho nó lẹ. À nhận nhiệm vụ. Đúng rồi đó. A, à, em có chiêu di chuyển mà. Ha. Ê, nó đánh được em mà. Lần đầu tiên anh không hiểu cái cách hoạt động của trái Logia trong này nó như thế nào nữa, nhưng mà kiểu như là mình phải hạ gục được bọn này lần đầu tiên ấy thì đây. Bây giờ là em sẽ không bị đánh nữa này. Ờ thế hả? Ảo lắm. Đây. Từ anh ơi, em anh ăn cơm uống nước thì em qua. À, ấn F. F à? F. Ôi giời ơi. Có gì chém thông minh quá. Không kiểm soát được tốc độ. Đi vào giữa. C. Sao nó vẫn đánh được em đấy? Anh có kẹt à? Em phải hạ gục được nó cơ. Ờ. Ảo lắm. Ấn F chạy ở đây. Rồi anh ơi. Ấn F chạy ở đây. Ôi trời. Rồi, đó. Một đeo nữa. Ảo, về. Có sao nó chúng nó chưa chết nhỉ? Em hạ mới có hai con ở đây mà. Ôi trời. Rồi ok. Thằng nào? Được rồi đấy. À em tưởng đứa nào cướp của em đấy. Ừ, có đứa cướp mà. Nhưng mà nói chung là em chỉ cần gây đam cái thôi là khỏi bị việc gì nữa rồi. Giờ em không bị đánh nữa đúng không? Đấy đúng rồi. Ai, đó. Em đánh ra đi. Bây giờ em cộng điểm vào trái quỷ đi. Hay lại mấy thằng sim lỏ nữa này. Đó. Ai mượn. À đâu, thằng này nó cũng farm. Ừ, bây giờ nó mới lên cấp 50 em ạ. Ừ, nó kiểu nó farm nó không nhận nhiệm vụ ấy. Nó farm nó không nhận nhiệm vụ nên giờ nó thành ra như này. Được. Thằng này anh ghét quá. Đấm bỏ nhà luôn đi. Chờ tí, để anh vác cây hàng nóng của anh ra. Cái này bao lâu được thì được qua đảo mới anh. Ê, mình cứ farm hết tất cả bại quá ở đây là mình lên rồi. Ok. Rồi, đâu thằng nào đâu? Thằng nào phá em tao đâu? À là thằng này, biến ra ngoài nhá. À, 10 phút nữa mới được đánh nhau à? À. Đấy xong rồi farm đến level 100 là mình lại qua bãi thứ ba. Game gì có sinh ra để phá đảo luôn đi. Ừ thì anh nghĩ là hướng phát triển của game này là đầu tiên là một tựa game ăn liền, một tựa game kiểu game rác. Nhưng mà không ngờ nhà phát hành cũng không thể ngờ nó lại trở nên hot đến như vậy. Rồi bây giờ em vào em chỉ cần ấn C cái thôi rồi anh sẽ dọn hết cho em. Ok. Rồi
đấy, nhận nhiệm vụ xong hết rồi, việc nhẹ lương cao. Đây là chiếc lọ rồi còn gì nữa. Đây, rồi rồi, chờ chờ nó bu lại, chờ nó bu lại đấy. Thôi. Rồi đấy, xong đấy. Easy. Chứ gì đã 75 rồi thế này, có okay. Giỏi quá không? Dễ mà, cuộc sống này. Quan trọng là được nạp lần đầu ở đâu thôi, kiểu như sinh ra được bạch đích ở đâu. Gì ta, nó gọi là chuyển sinh vào... chuyển sinh vào Messi, tôi được nạp lần đầu bằng trái mochi. Rồi. Ok. Mày quay lại đây. Ok. Nãy giờ anh chưa khoe với em sức mạnh trái quỷ của anh. Đâu anh? Ê, em ăn xe đi, em ăn dụ quá lại đi. Đây thì sức mạnh của trái quỷ của anh đó chính là ISO service. Ai rồi? Tiếng sủa vang dội luôn. Vô em chưa có, chưa nghe ai có tiếng sủa hay nhanh luôn ấy. Ừ, thế em đoán cái giá quỷ này là nó thuộc hàng nào? Chắc là tầm trung đi ha. Tầm trung à? Tầm trung là thuộc kiểu tầm hiếm không? Màu tím không? Chắc tầm đấy. Ừ, đấy. Nhưng mà rất tiếc nó là giá quỷ mạnh nhất em ạ. Ôi trời, vì sao vậy? Vì anh tiếng sủa ra. Anh không hiểu vì sao giá quỷ mạnh nhất nó, tự game nó lại cho mình biến thành một con chó như thế này. Vì sao vậy? Vì nó sủa hay đâu. Chịu đấy. Nhưng mà chắc cái me me chém nó là me me kiểu hot nhất hiện tại trong này sao ấy. Hiểu. Ai rồi? Con này to thế. Không hiểu nữa. Rồi, lần này nữa chắc là được 100 rồi này. Ơi nhanh đi. Vai. Lúc trước 97, 97, 97, 98. Ờ, lúc trước farm đến đây là anh ăn trái cứt đi em ạ. Anh ăn trái cứt đây. Vì sao ấy? Anh đùa, ý là trái cát, anh hay gọi bằng trái cứt. Nhưng mà farm đến đây là anh farm bằng trái cứt, nó mệt ỉa rồi, luôn đấy. Xong rồi, anh dẫn đường đi để em lăn qua đấy. Đâu, bãi thứ ba nó là 100 đúng không? 100 nó nằm đâu đó? À, 100 nằm đâu nhỉ? À đây, 100 đây em ơi, trên này. 100 là mình sẽ đánh con flop 3 này. Đâu? Đây. Con hai con nhỏ này hả? Đánh bot, đúng rồi. Đây em. Đây, để em qua. Đây ngay trước mặt em luôn đây mà, anh to thế này mà. Đây em thấy rồi mà. Ok. Rồi, đánh bot đúng không? Đúng rồi, đó. Em kia nó đánh hết bot rồi. Không, mà bot này spam nhanh lắm, nó không giống như cái bờ flop gì đâu. Đó, lên chưa? Ok. Đánh bot này lên nhanh này. Đây nhận nhiệm vụ đi, nhận. Nhận nhiệm vụ hơi cực rồi. Thôi xa nha. Em có thể ấn ép. Em có thể ấn ép để đi nhanh hơn. Ok. Ôi, đấy, anh còn chưa được mà. Ừ, thằng sim lỏ này nó làm rồi em ơi. Việc nhẹ lương cao. Làm nó để ta phần sau nha. Ừ, cố lên sau anh gả em gái cho. Ơ, anh chém mất nó luôn rồi. Thằng mất giấy. Ơ không, ý là anh chém cả hai đứa luôn đấy. Quên, nãy giờ có cái vào bà ti chưa vào. Mình tham chỗ này đến cấp độ nào anh? Ờ, đến cấp 150. 150 à, 130 rồi. Đấy, vài con nữa thôi. Đấy, em cứ gây đam vào nó là được. Mày đánh em tao. Mất dạy. Không, ý là con boss này cơ. Nó cũng mất dạy luôn. em đứng từ xa xong rồi em ấn Z lại mặt nó thôi. Đỡ mất công chạy. Chiêu Z là chiêu tầm xa đấy. Ủa okay. Em bay đâu mất tiêu rồi. Em bay về điểm xuất phát rồi anh. Đây em xuất hiện lại rồi. Rồi xong rồi anh ơi. Không à, đi. À đây, tiện thể đây thì anh sẽ lấy cho em món vũ khí đầu tiên. Ở đâu? Đây, chỗ này. Anh ơi bình tĩnh. Đây thì anh đi cho anh chờ em. Đây anh đứng lại chờ đây, chờ em gái. Đây, vào đây. Vào căn phòng bí mật này. Em thấy hai con mèo đẹp không, mình có lấy về không anh? Lấy kiểu gì được? Trong này là anh nuôi mấy em loli ở trong này này. Ơi trời ơi, anh được tả đạo cho em nữa. Đùa. Đây thì món vũ khí đầu tiên của em là cái móc này đây. Em ấn vào nó đi. Đấy mua đi. Đây hả? Đấy đúng rồi, mua đi. Cái vũ khí này hả? Ừ đấy, đẳng cấp không? Món vũ khí này nhìn thế thôi chứ em đã bao giờ bị ăn đòn bởi nó chưa? Em chưa từng, bởi vì em nạp lần đầu mà. Không, ý là mẹ em chưa đánh em bằng cái móc này bao giờ. Ôi em không bị đánh em rồi, em láng ngọc tình và hắn này sẽ đánh. Wow. Em đi đánh người ta đấy. Quả là một tấm chiếu chưa trải. Rồi sao anh? Ý là em phải được ăn đòn bằng cái móc đấy thì em mới thấy nó mạnh ấy. Đây đúng rồi, đó trước mặt luôn hay sao đấy. Đây bãi này sao này. Đúng rồi bãi này bãi mấy con chó này. Rồi ok, đây farm xong bãi này anh dẫn em đi học Haki quan sát luôn. Ấn C, đứng vào giữa ấn C. Thôi đợi em. Đúng rồi, chuẩn. Anh có câu cá kia nó lọt lòng lưới kìa anh. Có sao đâu, đủ 5 con được rồi, tha nó đi. Không, nhìn nó sống một mình cô đơn. Không à? Em không muốn tha. Đấy, thế thì em phải đứng vào vị trí nào nó đẹp đẹp thì mới đủ 6 con lại. Ôi dồi ôi, mình cứ chích lò này, thằng chủ server mất. Đấy tí, ôi dồi ôi, nhanh đến nỗi mà, chiêu không hồi kịp thế này. lúc đấy anh farm đến bãi này xong cũng có thằng nó cho anh trái bột thì phải. Được rồi này anh ơi. Ok, bây giờ em sẽ phải trèo lên đây. Tuy là chân em hơi ngắn nhưng mà anh tin là em sẽ làm được. Trèo lên, cố lên. Em lên rồi này. Quên mất là có chơi Black Foot. Đây nói chuyện với nó đi. Rồi nói chuyện. Đó mất 2,5 triệu để mà học Haki quan sát đấy. Ôi dồi ôi, nói chuyện thằng này mất tiền quá. Mất tiền thì đâu thôi. Cứ hết anh lại cho. Ôi dồi ôi, đại gia. Anh gọi là su cái gì ta? Sugar Brother. À tưởng Daddy nữa. Không, dở Daddy nào. Daddy nghe dở hơi quá. Được rồi, em nhìn thấy bạn bật rồi anh ơi. Em nhìn thấu hồng trần rồi. Đứng trên đây là chúng ta là bá chủ thế giới. Đâu rồi bây giờ mình sẽ... Bây giờ qua bãi tiếp theo đâu em đâu rồi? Đây em dưới này em. À đây. Đây bây giờ qua bãi tiếp theo. Đi, thằng
thẳng đi. Bài tiếp theo nằm ở đâu? Đây, bài tiếp theo ngay trước mặt đây thôi. Ôi trời, đây, nhiệm vụ. Đây, mấy anh chó giờ nó có cái đầu ok hơn này. Ờ, đúng rồi, đấy, lần này bãi này thì farm được hết. Úi giời. Ok. Ok. À, đảo này 250 là mắc sao ấy. Bãi này xong đến con boss nữa là xong. Ok này, đơn giản. Trời ơi, từ anh ơi, chưa kịp hồi. À, nó về này. Ồ, nó bị người ngoài hành tinh bắt. Ôi, đi em ơi. Rồi, nó về trời rồi. Ừ, nó bị người ngoài hành tinh bắt rồi. Ok. Ôi, một lần nữa thôi. Đây. Một hai lần nữa gì cũng được. Ôi rồi, nhầm. C. Ôi rồi, anh ơi, em phá đảo map này chưa? chưa. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi đánh con boss cuối cùng trên cái hòn đảo này. Anh dẫn em đi, em sẵn sàng. Từ. Con boss cuối cùng ở hòn đảo này nó sẽ là một con boss vô cùng là khủng khiếp. Đối với em biết nó là boss kiểu như thế nào, nó hình dạng gì? Cái này nó kỳ lạ cả, chắc là nó cũng không cái gì nó kinh dị lắm nhỉ? Đúng một rồi. Chó. Đúng luôn. Đây chính xác là một con chó. đi theo anh. À đây. Em ấn cái la bàn ở bên dưới cái chỗ cài đặt các thứ kìa. Đó thì nó sẽ có một cái chỗ là cái flop ba quét đấy, em kéo xuống cái quét là 250 đấy thì phải. Đó thì nó sẽ dẫn đường em đến cái bãi đấy. Đây. Đây, nhận nhiệm vụ. Đấy xong thằng nào đánh được nữa này. Đó cứ ấn đứng xa xong ấn X thôi, ấn Z thôi. Úi giời, combo luôn. Úi giời, solo được không? Không anh ơi. Chó này ghê đi. Trời ơi, level nó cứ lên này. Đây xong quá. Đây nhận nhiệm vụ tiếp xong rồi ấn Z thôi, ấn Z đứng xa ấn Z thôi, đỡ phải mất công chạy qua chạy lại. Ờ còn lại cứ để anh lo. Ui. Mình phải đánh con này bao nhiêu lần anh? Đánh cho lên cấp 300 là được. Ok. Đấy 300 là mình sẽ phá đảo được cái map đầu tiên này. Tự nhiên thấy đi farm cũng thấy chiêu. Thấy đơn giản. Đấy, chiêu đấy. Chiêu. Giờ nó bị counter cháy bột rồi. Nó không đánh được em nữa rồi. Solo nó luôn. Thôi em lười lắm. Ê. Anh đùa em à, sao em chết rồi này. Ủa, rõ ràng anh thấy hiệu ứng bột nó xịn lên mà ta. Ủa, chó này lạ nhờ. Thế tức là con chó nó cắn em rồi em ơi. Nãy là nó đang liếm. Ừ, nãy là nó đang liếm mặt em nhưng mà bây giờ là nó cắn em rồi. Vô. Rồi. Ok. Ôi 300 rồi anh ơi. 300 rồi. Xong rồi em có nhận được vật phẩm gì từ nó không? Nó có rớt ra rồi vật gì phẩm? Không anh. Ờ em mở menu rồi xong vào inventory nè. Xong rồi. Không có rớt ra cái gì hết ạ. Xong rồi ấn vào chữ weapon đấy, nó sẽ hiện ra mấy cái là add xong cái hàng thứ hai. Em có đúng một thứ rồi, em có đúng một cái rồi. Cái gì? Cái này. Ủa, nó không rớt ra cho em cái gì ta? Ờ ai không ạ, nó tham đấy. Ờ từ xem con này nó sẽ rớt ra cái gì ta? À chém cola ở đây. Đây chơi với anh đi. Ok. Đây con này nó sẽ rớt ra cái này. Ok, cái này sẽ đổi thêm được cái món vũ khí tiếp theo. Thì theo anh đánh giá là cái kiếm này nó sẽ là cái kiếm mạnh nhất của hòn đảo này luôn đấy. Tuyệt vời. Đây. Em làm bá lại. Chủ một hòn đảo cũng được. Ok, bá chủ hòn đảo dễ nhất. Đi. Bên này. Đây. Đây, em nói chuyện với con chó này. Đó. Lộn. Nói chuyện với NPC chém này. Nó đây, cho đây. Em cái gì này? Đúng, cái kiếm đây, chính là nó đấy. Hả? Món vũ khí cái mạnh nhất này đúng rồi mạnh đồ anh ơi, mạnh, em, đồ em mạnh. Muốn cái gì? Em muốn cái cây lấp lánh này cơ. Cây này cây anh này. Anh sẽ cho em nhưng mà em phải phá đảo được con game này đã anh mới cho em được chứ. Rồi ok. Ừ, với lại cây này kiểu như là sức mạnh nó lớn quá em. Với một con người nhỏ bé như em mới cấp 300 mà cầm vào kiểu dùng vào nó bị mất kiểm soát ấy. Anh yên tâm. Em thích nhất là kiểm soát người khác, kiểm soát đồ vật ấy. À, thế là cô là Maki hả không? Cô là quỷ chi không, phối em không? Gia trưởng. Hả? Em gia trưởng. À, gia trưởng à? Gia trưởng. Thì có khác nào Maki đâu. Đúng không? Đây, ở đây còn một chỗ lấy vũ khí nữa thì em sẽ lấy nốt cái món vũ khí đấy. Thì đây chính là cái món vũ khí gọi là rẻ rách nhất của cái hòn đảo này. Ừ, nhưng mà cứ lấy đi em ạ. Mua chưa? Nó đủ. Đây mua. Ủa, nó có skill không nhỉ? Nó không. Không có. Có một cái skill có. À ở đấy, cây này hình như của thủy trụ gì phải. Cây kia của Rengoku kìa. Đó. Em có muốn đổi tộc không? Có anh. Đổi sang tộc gì? Không phải con người là được rồi, em chán làm người lắm rồi. Thật ra thì anh sẽ nói em một bí mật về cái tộc người trong cái game này. Tộc người trong game em này. Em đoán nha, để em đoán nào. Ờ sao? Là mình khi đánh nhau mình sẽ bị mất đam đúng không? Tộc người trong game này nó đã không có nâng cấp rồi mà khi đánh nhau nó còn chịu thêm sát thương nữa. Thôi thế thì em chọn thần thú anh ơi. Đây chờ tí để anh đưa cho em thêm kim cương đó. Ôi ôi, tuyệt vời. Ờ một lần đổi là tầm 250 phải. Thì anh sẽ đưa cho em 2500. Ôi anh. Đấy, em nói chuyện với thằng Watermelon Man này. Ơ, em là đổi tộc gì đấy? Đâu tộc gì? Tộc gì nó không hiện chữ lên hả? Không ạ. Không ạ. Ờ nó phải hiện chữ đây. Ấn lại đi. Rồi cái Pit này cá, tộc cá này. Ờ đúng rồi, cá. Ờ đây tộc cá là ok rồi.